Tranh gỗ Minh Châu chúng tôi hôm nay xin trân trọng gửi tới quý vị khách hàng bộ tranh tứ quý do nghệ nhân bậc cao nhất của chúng tôi thể hiện bằng tay 100%, trên nền gỗ là hương đá 100% và được lọc lựa lành lặn, không lỗi, không mấu mắt và không dập lứt. Hàng là hàng siêu đỉnh cao, hàng thừa chọn lựa, nó là hàng đặt luôn. Địa chỉ của chúng tôi thì ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và Zalo Facebook là 0975 940 966. Hàng đây là chúng tôi đang để mộc và chọn gỗ chọn vân, vân cực đẹp bằng gỗ hương đá của Nam Phi. Và như bộ này của chúng tôi đây đang bán với giá là 32 triệu đồng, hoàn thiện bao ship toàn quốc. Hàng mộc thì chúng tôi bớt đi 1,5 triệu là còn 30,5 triệu. Thì sau đây chúng tôi sẽ quay kỹ chi tiết. Đầu tiên là cây tùng, đúng không ạ? Đây là hàng mộc quý vị nhá. Đấy. Thì cái phần này chúng tôi sẽ còn phải làm nhẵn nữa. Thì đây, như các cái đường nét này thì là đã rất là nhẵn rồi, đúng không ạ? Và độ kênh bong thì khỏi nói luôn, rất kênh bong và gỗ là liền quý vị nhá. Gỗ của chúng tôi là liền và chúng tôi phải mất rất nhiều công để làm thủng ra được như này, và cũng phải do các nghệ nhân bậc cao thì mới làm được cái nền nó nhẵn và nó đẹp và chi tiết nó nổi như này. Không có gắn đâu quý vị nhá, gỗ là chúng tôi liền. Cũng phải nói là nếu chẳng may mà gãy chỗ nào thì nó ví dụ là do vận chuyển hay do thợ phụ làm trong cái lúc vận chuyển hoặc lúc xê xếp thôi, thì còn thợ chính nghệ nhân làm là không có gãy quý vị nhá, là gỗ liền nguyên khối. Đó. Đây là phần mộc quý vị nhìn nó rất là rõ đây rồi, đúng không ạ? Đấy, còn hiu còn lai có thể thấy cái sừng cũng nguyên vẹn nha, không gãy tí nào, đúng không ạ? Đấy, cánh mỏ chim này, tất cả là không gãy quý vị nhá. Đấy, video này là chúng tôi quay rất kỹ cho quý vị xem. Tiếp theo là cây cúc. Quý vị có thể thấy cái vân của nó rất là đẹp đây, đúng không ạ? Đấy, con chim rất là khôn, có hồn, và những cái lá, cái hoa rất là có hồn. Cái này là do nghệ nhân làm thì không chê ở điểm gì được, đúng không ạ? Không có điểm gì để chê. Cái độ kênh bong này, 3 tầng này, cành 1 này, tầng nữa, rồi nó cách cả ra này, đúng không ạ? Kênh bong 3 tầng luôn, đúng không ạ? Đấy, đường nét cực kỳ là chi tiết, đúng không ạ? Chim rất khôn. Và gia đình nhà gà này, gà trống, gà mái và 3 gà con, đúng không ạ? Đấy, và những chú bướm cũng rất là chi tiết. Những đường nét tỉa, quý vị nhìn thì biết cái đường nét tỉa này, nó đều và nó to đều và nó xếp đều nhau, đúng không ạ? Là thể hiện là thợ cực giỏi, không phải là thợ nào cũng làm được như vậy đâu. Còn cái cây trúc này thì cái độ kênh bong thì tuyệt vời luôn, không phải bàn cãi rồi, đúng không ạ? Kênh bong và mềm mại. Cái chú chim thì rất là khôn, có đầy đủ khóe mắt, khóe miệng, mũi, mào, đúng không ạ? Bộ này của chúng tôi thì không có gì mà khách chê được, đúng không ạ? Tiếp theo là cây mai, thì có cái nhành lan rất là mềm mại, rủ xuống dưới và lại mọc lên trên, đúng không ạ? Và có đôi chim tạo hình trái tim rất là tỉnh tứ. Đấy, rồi những thân cây, quý vị nhìn những thân cây của chúng tôi thì đặc biệt, không ở đâu có được, đúng không ạ? Rất nhiều cơ sở làm theo nhưng mà không giống được, nó không khôn. Cái thân cây nhìn nó không già cỗi. Đấy, cái hoa rất là đẹp, cành bọc, độ cành bọc, đúng không ạ? Những cái thân cây, những cơ sở khác làm thì nó không có tạo cái độ già như của chúng tôi được. Quý vị nhìn rõ kỹ cái thân cây rồi, đúng không ạ? Và cả phía sau của nó luôn thì quý vị nhìn thấy nó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, vân quá khủng khiếp luôn.
Nhất là cái cây cuối cùng là cây mai này, quý vị thấy cái vân nó khủng khiếp luôn. Đấy, ở đằng trước thì chúng ta chưa nhìn thấy bởi vì là chưa hoàn thiện lên. Cái vân lưu đây, có tí lưu đây, quý vị thấy không ạ? Khi mà chúng tôi hoàn thiện sơn PU lên ấy, thì là nó sẽ nổi vân hơn. Đó, ví dụ chúng tôi xịt tí nước vào xem. Xịt nước vào thì nó sẽ nổi vân hơn, đúng không ạ? Coi như là sơn bóng đấy, sơn bóng không màu, sau này nó lên màu như vậy thôi. Sau này sơn bóng và là nó lên màu như thế này. Lúc vừa rồi là mộc thì chúng ta không nhìn thấy cái vân, đúng không ạ? Quý vị có thể thấy được nó nổi cái vân lên chưa? Đấy, khi mà xịt nước vào thì đúng như sơn bóng lại, sau này sơn bóng thì nó sẽ ra đúng màu như này luôn. Chúng tôi sẽ sơn bóng không màu bộ này. Nhiều những bộ khác thì gỗ nó không được đều nhau thì chúng tôi vẫn phải chỉnh màu một chút. Đấy là cũng phải tâm sự thật quý vị. Còn bộ này của chúng tôi là vân của nó thực tế luôn. Quý vị thấy không ạ? Vừa rồi là quý vị đã xem phần mộc và đây là chúng tôi phun nước lên thì sau này thì đây chúng tôi sẽ đi lướt một lượt cho quý vị ngắm kỹ cái bộ này. Nếu quý vị là chốt bộ này thì chúng tôi sẽ chọn đúng bộ này và sẽ không thay đổi được bộ khác, đúng không ạ? Đổi một cái là quý vị sẽ kiện ngay, đúng không ạ? Đấy, cây cúc, cây trúc, cây nào cũng vân đẹp. Và chúng tôi đã chọn cái bộ này là chúng tôi chọn gỗ chọn vân đẹp tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Đấy, cái vân nhất là cái cây trúc này, vừa nãy chúng ta nhìn mộc thì không thấy gì nhưng bây giờ khi mà nó nổi vân lên thì nhìn thì quá mê luôn. Cây mai này cũng vậy, cây mai này vân của nó còn đẳng cấp hơn, đúng không ạ? Nó có cái vân lưu rất là xoắn. Chính ra cái cây mai này mà đục thưa thêm tí nữa thì còn đẹp hơn, bởi vì khi mà cái cành nó lên rồi chúng ta không nhìn thấy nữa. Còn cây trúc này chúng ta đục thưa, đúng không ạ? Cái trúc này đục thưa và đúng cái chỗ thưa này thì vân của nó nổi rất tuyệt vời. Và những cái cây cúc này cũng vậy. Và bác thợ chúng tôi cũng rất là tinh tế khi chọn cái phần vân của cây trúc, cây cúc này nó thừa, nó ra cái nền là nó đẹp hơn. Còn vân đoạn này nó thẳng, đúng không ạ? Cũng đã không cần thiết cái vân chú ý, mà cái chỗ này cần vân hơn, đúng không ạ? Rất tuyệt vời luôn. Vân xoắn đây cũng thế. Cái cây tùng này cũng vậy, là cái vân núi là đúng cái chỗ mà nền, trên này thì vân thẳng rồi, đúng không ạ? Những người thợ chúng tôi cũng rất là tài tình đấy ạ, cũng rất là kỹ tính và chọn, đúng không ạ? Hai cái chỗ thừa ra này thì vân rất là xoắn. Đấy, những cây cúc này cũng vậy, rất ưng ý với cái bộ này và cái sự đầu tư về chọn vân, đúng không ạ? Quý vị có thể thấy cái cây trúc này cũng vậy này, cái đoạn này thì vân nó thẳng, đúng không ạ? Tại không cần vân chỗ đấy mà đúng cái chỗ nó thừa ra này, vân này nhìn mê luôn, quá là yêu luôn, đúng không ạ? Cái núi này đúng như đá thật, núi này đúng như là núi đá thật, đúng không ạ? Và cái núi này cũng vậy. Rồi đúng cái phần nền thừa này, nền này cái vân của nó rất là xoắn. Còn cái phần thân này thì nền thì vân thẳng không quan trọng, đúng không ạ? Như cái cây mai này cũng vậy, đúng như cái chỗ thừa này ra thì là cái vân nu của nó lại lộ ra, đúng không ạ? Đấy, còn trên thân đúng cái đoạn này cũng có lu này, đoạn này mà nó là nền thì cũng đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi quý vị ạ. Đấy, ví dụ như cái này, đoạn trên núi chúng ta không nhìn thấy vân, như dưới nền chúng ta thấy cái vân của núi của nó quá mê luôn. Đấy, đoạn này nhìn cũng như đá. Đấy, bởi vì cái cây mai này như chúng tôi quan sát ở phía đằng sau ấy. Đức ơi, bê anh xem bên này cái, thì chúng tôi sẽ lại bê cái đằng sau ra này, chúng tôi phịt nước cho quý vị xem. Đấy, đặt sát à. Phịt nước cho quý vị xem cái độ vân thật của nó thật đến cỡ nào, đúng không ạ? Chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị là phải thực tế cả đằng trước và đằng sau. Vân của nó là vân thực tế luôn và gỗ là nguyên bản, đúng không ạ? Đây là đang mộc quý vị nhá. Đang mộc. Đây có cái lạo không? Đấy, thợ chúng tôi cũng đang lạo này.
đang rất là mộc luôn quý vị nhá. Đấy, quý vị có thể thấy lạo sắc không đây? Đấy, quý vị thấy cái phoi nó bay ra chưa? Đấy, nó là ngu rất thật luôn quý vị nhá. Và cái cây trúc này, cái phần vân của nó như đằng trước quý vị có thể thấy đấy. Quý vị thấy cái phoi bay ra chưa? Rất tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Đấy, xịt xịt nước cho anh, xịt nước đây súng ấy. Vặn nhẹ rồi đó, cứ thế phì thôi, vặn nhẹ rồi cứ thế thôi đấy. Và chúng tôi sẽ làm một màn ảo thuật cho quý vị xem, đúng không ạ? Khi mà xịt nước vào, đúng không ạ, quý vị thấy chưa, xịt đến đâu nhìn thấy vân đến đấy, đúng không ạ? Bộ này quá tuyệt vời thôi, đâu không thể chê được. Nếu mà quý vị nào mà trèo cái đằng sau này cũng đã đẹp rồi, chưa cần trèo đằng trước, đúng không ạ? Trèo đằng sau này mà chơi lên bộ tranh cũng đã thấy mê rồi, chưa cần trèo đằng trước. Đấy, quá là tuyệt vời. Thì địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Số điện thoại 0975 940 966. Và như chúng tôi đã đầu tư tận 11 phút để giới thiệu kỹ về cái bộ tranh tứ quý VIP này. Quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình đây. Rất cụ thể rồi, đúng không ạ? Nếu hoàn thiện sơn bóng ấy, sơn bóng thì chúng tôi phải sơn lót 3 nước để cho nó thật nhẵn các chi tiết đi, sau đó chúng tôi mới sơn bóng là đúng không màu luôn, giữ nguyên cho quý vị màu sắc y như thế này. Cam kết 100% giữ nguyên màu sắc đằng trước và đằng sau y hệt như này luôn, không phun một tí màu nào vào, nguyên bản, chỉ có sơn bóng lên và làm nhẵn đi. Đây, lạo này, lạo này. Và chất lượng thì bảo hành cho quý vị là muôn đời luôn, với chất lượng là muôn đời. Kích thước thì là 41 cao 1m27, dày 5 phân bằng hương đá 100%, và hàng là chuẩn chỉ và đang xưởng của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Zalo 0975 940 966. Quý vị có thể kết bạn Zalo, chúng tôi gửi định vị cho quý vị đúng cái hàng này đang ở đâu, đúng không ạ, đang nằm ở chỗ nào. Xin trân trọng cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại ở những clip độc đáo tiếp theo.